Khi các thầy cô chuẩn bị dạy học trực tuyến mà nhà trường yêu cầu một buổi sáng có thể chia làm 2-3 tiết học, thì ở đây chúng ta sẽ nên sử dụng một tài khoản Zoom dùng chung cố định cho các lớp học. Có nghĩa là gì? Khi mà có cái tài khoản Zoom dùng chung này thì học sinh sẽ không phải luân chuyển các lớp học mà chỉ có giáo viên chuyển các lớp học để dạy thôi. Vậy sau đây mình sẽ hướng dẫn các thầy cô cách làm cụ thể như sau. Đầu tiên thì các thầy cô bật phần mềm Zoom lên. Thì đầu tiên các thầy cô sẽ ấn vào chữ đăng nhập. Còn cái chữ tham gia cuộc họp này là dành cho học sinh tham gia vào cuộc họp của mình tạo ra. Thì ở đây có rất là nhiều cách đăng nhập tài khoản Zoom để các thầy cô mở cái phòng họp Zoom ấy. Ở đây mình chỉ lấy hai ví dụ mà người ta hay sử dụng. Cách thứ nhất đó là các thầy cô sẽ ấn vào phần Google này và đăng nhập với tên của cái email mà các thầy cô vẫn hay vào, email có đuôi giáo dục đấy. Còn mình sẽ thoát ra. Cái cách mà mình muốn hướng dẫn các bạn đó là cách đăng nhập trực tiếp trên tài khoản Zoom này. Thì để đăng nhập được bằng cái Zoom này thì các bạn cần phải ấn vào chữ đăng ký. Rồi, thì tiếp theo nó sẽ yêu cầu các thầy cô chọn ngày tháng năm. Thì các thầy cô sẽ ấn vào đây. Ví dụ mình chọn ngày mùng 1 tháng 1 năm thì các thầy cô chú ý là mình không nên chọn quá bé vì nó sẽ không đủ tuổi. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn năm 1985 đi. Sau đó ấn tiếp tục. Thì cô sẽ gõ trực tiếp địa chỉ email vào đây cũng được. Đó là mail trực tiếp của thầy cô vào. Rồi ấn đăng ký. Rồi và lập tức các thầy cô sẽ thấy là có một cái mail được Zoom gửi đến yêu cầu kích hoạt tài khoản, thì có thầy cô ấn vào và các thầy cô ấn vào chữ kích hoạt tài khoản. Và lúc này các thầy cô sẽ điền họ và tên. Mật khẩu thì ở đây nó yêu cầu chữ hoa, chữ thường và có ít nhất là 8 ký tự. Vậy ở đây mình và xác định mật khẩu. Bạn đăng ký thay mặt cho một tổ chức giáo dục thì các bạn ấn vào đây là có cho mình. Và các bạn sẽ ấn là tôi đồng ý sử dụng Zoom giáo dục. Chấp nhận điều khoản dịch vụ. Đó, các bạn tích vào bốn cái dưới nữa cho mình. Rồi ấn tiếp tục. Cái này là thư mời. Thì các bạn có thể bỏ qua bước này. Như vậy là các bạn đã kích hoạt được cái tài khoản mail giáo dục trên Zoom. Như vậy quay lại với cái này thì các bạn sẽ đăng nhập cái mail vừa lấy các bạn kích hoạt vào, đó là CIQPLT@gmail.com.
mật khẩu. Và các bạn ấn đăng nhập. Thì các bạn thấy là cái Zoom nó báo luôn là tạm thời cung cấp dịch vụ cuộc họp không giới hạn thời gian cho bạn trong đại dịch Covid toàn cầu. Đó. Như vậy cái mail này các bạn thấy là đã dùng hoàn toàn không giới hạn. Và lúc này để cố định cái phòng họp của các bạn thì các bạn sẽ ấn vào nút mũi tên bên cạnh cuộc họp mới. Các bạn sẽ ấn tích vào đây cho mình, đó là sử dụng ID cho cuộc họp cá nhân của tôi. Và các bạn sẽ xuống dòng dưới này, các bạn có thể sao chép ID này để gửi cho học sinh. Và các bạn kích xuống dòng dưới, các bạn vào phần cài đặt PMI. Thì ở đây các bạn thấy là đây chính là ID cá nhân để các bạn gửi cho học sinh. Và mật mã, mật mã thì các bạn có thể đổi làm sao cho dễ nhớ mà vẫn đảm bảo có tính bảo mật để gửi cho lớp học của các bạn. Và nếu như mà các bạn muốn người nhập tham gia phải có sự chấp nhận của các bạn thì các bạn để ở cái phòng tích vào cái phòng chờ, còn nếu không thì bạn sẽ bỏ cái tích này đi. Tiếp theo là ấn vào phần tùy chọn nâng cao. Thì trong quá trình học có thể nếu như mà học sinh của các bạn có vấn đề trục trặc gì đó thì các bạn có thể cho phép người tham gia vào bất cứ lúc nào. Đó. Rồi tắt tiếng người tham gia khi bắt đầu vào cuộc họp này. Đó, các bạn có thể tích hai cái này vào cho mình. Sau đó ấn lưu. Sau khi ấn xong rồi thì ở đây các bạn sẽ kích vào chữ cuộc họp mới để tạo một cái cuộc họp. Các bạn có thể kiểm tra loa và micro trước khi tạo phòng họp. Còn mình thì đã ổn rồi cho nên mình ấn tham gia với âm thanh máy tính luôn. Rồi mình mở rộng ra cho các bạn xem. Hiện tại thì các bạn thấy là mới có một người tham gia. Thì mình sẽ ấn thêm một người nữa để vào đây cho nó thành hai người tham gia. Các bạn chờ một chút nhé. Thì các bạn thấy là lúc này đã có một học sinh tham gia vào cái lớp học của mình. Và khi mà các bạn điểm danh học sinh thì các bạn có thể để chế độ này. Tuy nhiên khi lúc giảng dạy thì các bạn có thể để cái chế độ đó là diễn giả. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện một màn hình khá rộng cho các bạn xem. Thì các bạn nên để chế độ diễn giả. Thì sau khi mà các bạn hướng dẫn xong một tiết dạy thì các thầy cô sẽ muốn chuyển cái tài khoản chính này cho giáo viên bộ môn. Thì các thầy cô làm thế nào? Thì các thầy cô sẽ kích vào chữ người tham gia. Lúc này cái Dương Phương này nó đang là người chủ trì. Đó. Và có một học sinh ở đây. Thường thì các bạn nên chọn cái học sinh này là lớp trưởng để giữ vị trí là người chủ trì tạm thời. Thì các bạn sẽ kích vào chữ khác này. Ở đây các bạn sẽ thấy có cái chữ là chỉ định người chủ trì. Thì các bạn ấn vào. Sau đó các bạn ấn đồng ý. Thì lúc này các bạn thấy là học sinh đã là người chủ trì. Còn bạn sẽ chỉ là một học sinh tham gia. Thì lúc này hoàn toàn các bạn sẽ có thể đưa vào đây và rời khỏi cuộc họp này. Rời khỏi cuộc họp. Đó, thì các bạn thấy này, mình đã thoát ra rồi. Và cuộc họp kia hoàn toàn là do học sinh đang chủ trì. Và cái nhiệm vụ này các bạn hình dung là nó vẫn chưa xong. Các bạn cần phải thoát đăng nhập ra. Các bạn kích vào cái phần góc bên phải này và các bạn nhớ đăng xuất ra giúp mình. Thì lúc này cái giáo viên thứ hai muốn dạy tiếp cái tiết dạy của các bạn ấy sẽ vẫn đăng nhập vào bằng tài khoản cũ lúc nãy. Rồi mình tắt cái này đi ạ. Thì
cái người giáo viên thứ hai sẽ ở một nơi khác, sẽ vẫn bật Zoom này lên, sau đó ấn vào phần đăng nhập, vẫn vào cái tài khoản đó là Dương Văn Phương C2 QPLT zip a còng. Và ấn chữ đăng nhập. Đó. Và lúc này chúng ta sẽ không vào cuộc họp mới nữa, mà các bạn sẽ ấn vào chữ tham gia. Và sẽ ấn lại phần này. Tên ví dụ như là giáo viên bộ môn đi. Thứ hai, thứ nhất thì đó. Và ấn tham gia. Tham gia với âm thanh và máy tính. Thì các bạn thấy là hoàn toàn giáo viên bộ môn này đã vào và lập tức nó biến thành người chủ trì ngay, lấy luôn quyền chủ trì của người học sinh này. Đó. Như vậy, các thầy cô là giáo viên chủ nhiệm hoàn toàn có thể sử dụng cách 2 này để đưa cho giáo viên bộ môn của mình cái tài khoản bao gồm email và password đã đăng ký trên Zoom mà không lộ thông tin trên mail của các thầy cô đang dùng. Ngoài ra thì ở đây các thầy cô để ý là có một cái nút như thế này. Đây chính là thông tin cuộc họp. Thầy cô có thể sao chép cái ID và mật khẩu này để gửi luôn cho học sinh của mình mà không phải thoát lại Zoom để nhìn lại cái ID mật khẩu của cuộc họp này. Và khi mà các thầy cô kết thúc cái cuộc họp này, tức là kết thúc tất cả các tiết học, đây là kết thúc nhá, còn rời bỏ cũng nghĩa là rời bỏ khác, còn đây là kết thúc, thì nhớ sau khi kết thúc rồi các thầy cô nhớ là đăng xuất cái tài khoản của mình ra đó, thì những người sau người ta sẽ dùng được, còn nếu không thì nó sẽ lỗi ID rồi vân vân, rất là nhiều vấn đề phức tạp. Rồi chúc các thầy cô giảng dạy trực tuyến thành công.